Đây. Xin chào bà con, tôi là nông dân trồng xoài tên Nguyễn Bình An ở ấp 1A Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai. Vườn xoài của tôi thì bây giờ là nó đang trong giai đoạn là có bông và có trái ít. Nói chung là giai đoạn đang bông đó, thì tháng này thì bỏ chỉ nhiều. Tôi có xài cái sơ kiêu này nè, là nó thấy nó cũng hiệu quả đó. Tôi phun 3 ngày sau là tôi thấy nó chết khoảng 80% á. Rồi là tới ngày thứ tư thứ năm là bắt đầu không thấy nữa. Xong 6 7 ngày sau là mới thấy bọ chỉ xuất hiện lại, là mới phun lại lần hai. Xài cái này là nó thấy nó hiệu quả hơn mấy cái loại thuốc kia đó. Như là Comfy hay là mấy cái loại mà chị bò chỉ trước đây đi xài, là thấy cái này nó an toàn mà nó hiệu quả lắm á. Pha liều như thế nào anh? Liều một chai nó như thế này là 250 ml á, là nó mình pha được 2 phi 400 ml nước á, phi 200 lít nước, pha được 2 phi. Dạ rồi, cảm ơn anh.